Xin chào mọi người, xin giới thiệu đến mọi người cửa hàng đồng giá 1 đô Dollar Tree. Bất cứ mặt hàng gì cũng đều chỉ bán với giá 1 đô. Thế nhưng Dollar Tree luôn nằm trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất trên thế giới. Liên tiếp bán hàng với mức giá siêu rẻ như vậy trong vòng 30 năm qua thì họ đã làm như thế nào để không bị lỗ mà vẫn có lãi? Thì trước hết là họ nắm bắt được bí quyết nhập hàng với chi phí thấp. Họ thỏa thuận với nhà sản xuất rằng khi có sản phẩm sẽ kho thì thông báo cho họ, họ sẽ lập tức nhập hàng với số lượng lớn. Ngoài ra, họ cố gắng giảm thiểu các loại chi phí xuống thấp nhất. Đó là nhân tố cơ bản giúp cho Dollar Tree được thành công như ngày hôm nay. Ở Mỹ, Dollar Tree là cửa hàng 1 đô duy nhất dám đối đầu với Walmart. Chỉ cần Walmart mở thêm một cửa hàng mới ở đâu đó là Dollar Tree sẽ lập tức mở cửa hàng tương tự ở gần đó. Khoảng cách thường sẽ không vượt quá 3 cây số. Còn về giá cả thì giá bán tất cả các mặt hàng của Dollar Tree rẻ hơn rất nhiều so với Walmart. Đối với những sản phẩm có thể thay thế thì dĩ nhiên khách hàng sẽ chọn những sản phẩm có mức giá rẻ hơn rồi. Vừa vào đến cửa chúng ta có thể thấy họ bày bán rất là nhiều đồ trang trí Giáng sinh. Nhưng mà Giáng sinh qua rồi nên nhiều nơi họ cũng sẽ hạ giá, rẻ ngang ngửa với Dollar Tree luôn. Chúng ta có thể mua thêm để dành trang trí cho năm sau. Còn mấy cái này để trang trí cho sinh nhật hoặc là Valentine. Đây là chậu để trồng cây. Sắp tới sẽ mua một lố về nhà gieo hạt. Bọn mình trồng cây ăn trái với rau củ quả đó. Chỉ là cửa hàng thôi mà nó rộng và đầy đủ đồ như siêu thị ấy. Từ đồ ăn, thức uống cho tới mỹ phẩm, đồ dùng cho nhà bếp, đồ trang trí, đồ trang điểm, sách báo, đồ dùng học tập vân vân. Mấy cái này là đồ dùng cho thú cưng, chó mèo gì đó. Đây là đồ nghề như tua vít, ổ khóa, thước đo, kìm. Cái này là dụng cụ cho ô tô. Găng tay rửa chén, bình xịt nước. Miếng múc rửa chén. Đây là khu vực đồ em bé. Vớ nè, rồi bình sữa. Ở đây có kẹp mái, kẹp tăm, kẹp càng cua, băng đô, cài tóc, thun buộc tóc, nơ buộc tóc, đầy đủ hết. Ngân sẽ mua vài cái móc quần áo. Lần trước anh BJ mua nhiều đồ mùa đông mà không có móc để treo á. Một bộ này gồm có 7 cái, đồng giá 1 đô, 23.000 thôi. Rẻ như mua ở Việt Nam ha mọi người. Dụng cụ nhà bếp không thiếu món gì. Đây là cuộn len, gọi là len chứ không phải len. Nó được làm từ chất liệu acrylic, len giả đó. Chẳng hiểu sao mình không phải mèo mà mình lại thích cái cuộn len lắm nha. Bông tắm và găng tay tắm thì mình sẽ không mua ở đây vì nó rẻ quá, chất lượng không đảm bảo. Mình phải xài lên da mà. Đồ ăn, thức uống, mỹ phẩm cũng vậy luôn. Mình sẽ không mua ở đây. Rẻ quá, sợ lắm. Người Mỹ ở đây họ cũng sợ hàng Trung Quốc như người Việt Nam mình vậy đó. Vô đây chủ yếu là mua đồ dùng thôi, chứ xài lên người, ăn vô bụng là không nên mua.